Nếu mà muốn thành công thì chúng ta phải đi theo người thành công. Muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải đi theo người giàu có. Chúng ta có thể đi theo những người thành công, những người giàu có xung quanh chúng ta. Nhưng mà những người thành công giàu có xung quanh chúng ta ấy, ngày hôm nay mình thấy họ giàu, ngày mai tự nhiên thấy họ nghèo mất rồi. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì là họ lên nó xuống rất nhanh. Như đợt vừa rồi anh chị em thấy là gì ạ? Là bất động sản rồi chứng khoán rồi là Bitcoin rồi vàng nó gọi là chao đảo hết cả. Dẫn đến cái tình trạng là có rất nhiều người đang giàu thành nghèo rất là nhanh. Thế thì đôi khi chúng ta nhìn thấy những người xung quanh chúng ta, mình nghĩ họ là giàu bởi vì mình biết đến họ thôi. Mình chỉ biết đến những người xung quanh mình thôi. Mình không biết những người xa hơn. Cho nên là mình không biết thế nào gọi là đúng, thế nào là sai. Bởi vì những người giàu xung quanh mình cuối cùng họ cũng gì ạ? Họ cũng thất bại, họ cũng không còn gì mà. Đấy, thế thì cái quan điểm của Huy đó là gì ạ? Mình hãy nhìn ra thế giới, nhìn ra những người giàu nhất trên thế giới. Đấy, và họ đi lên từ những cái gọi là hai bàn tay trắng, họ đi lên bằng chính cái sức lực, khả năng của họ. Thì khi đó thì họ sẽ có một sự giàu có rất là bền vững. Thì mình học từ những cái người đó, đúng không ạ? Học từ những người đó, bởi vì họ đã thành công rồi thì họ họ khẳng định, họ chứng minh rằng là họ đi con đường đó là đúng đắn. Họ đi con đường đó là đúng đắn. Đúng không ạ? Bởi vì cả thế giới công nhận rồi thì chúng ta không cần phải suy nghĩ xem là nó đúng hay nó sai nữa, bởi vì chắc chắn nó đúng, nó đã có kết quả, tức là nó đúng. Đúng không ạ? Cho nên là tôi rất thích nghiên cứu về những con người thành công ở trên thế giới. Đó, hoặc là những người mà giàu giàu nhất Việt Nam hoặc là giàu nhất trên thế giới. Đấy là những cái người mà đã được chứng minh là thành công. Và ngày hôm nay thì Huy cũng chia sẻ với anh chị em một số những cái nghiên cứu, một số những cái thông tin mà Huy đã biết được, Huy đã nghiên cứu được với tất cả anh chị em. Bởi vì có thể một số người biết, nhưng có thể một số người không biết. Bao nhiêu anh chị em, cô bác có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay đã từng biết, đã từng nghiên cứu đến Elon Musk thì comment số 1, còn ai mà chưa biết thì comment số 2, đúng không ạ? Tức là mình chưa nghe đến ông đấy bao giờ, hoặc là mình chỉ nghe mang máng thôi. Đấy, thì chúng ta comment số 2. Còn những người nào đã từng nghiên cứu, đã từng hiểu về Elon Musk, đã từng đọc về Elon Musk rồi thì comment số 1, đúng không ạ? Ồ, nhiều số 2 như này. À, chứng tỏ là anh chị em chúng ta là không không mong muốn giàu có, cho nên là mình không thèm quan tâm đến những con người thành công. À, chúng ta không phải là học họ để mà mình trở thành cái con người giống như họ đâu. Tức là mình không phải là trở thành người giàu nhất thế giới. Mình chỉ đơn giản đấy là gì ạ? Là học những cái thứ, những cái hành động, những cái tư duy của họ, mình sao chép những cái tư duy của họ để làm gì ạ? Để mình tốt hơn chính bản thân mình nhau. Đúng không ạ? Mình giỏi hơn chính bản thân mình thôi, nhưng ít nhất là mình sao chép những cái hành động của họ thì những cái hành động của họ đã được chứng minh là đúng đắn rồi. Đấy, ok không ạ? Ồ, nhiều số 2 như này. Số 2 là mình chưa biết đấy nhá, chưa biết thì comment số 2 nhá. Ok, thế thì chúng ta hãy ngay lập tức đi vào trong cái bài ngày hôm nay, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ biết đến Elon Musk là ai, và tại sao lại là kẻ điên, mà tại sao lại là giàu nhất thế giới, đúng không ạ? Giàu nhất hành tinh, ok không ạ? Rồi, anh chị em sẵn sàng vào bài chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta comment xuống là sẵn sàng nha. Ok. Thì mỗi khi mà nhắc đến Elon Musk thì mỗi khi nhắc đến PayPal, SpaceX hay Tesla thì người ta hay nhớ đến Elon Musk, gọi là Iron Man của thế giới công nghệ. Tại sao ạ? Bởi vì Iron Man, anh chị em biết Iron Man không? Là người sắt đấy. Đó, người sắt ở trong cái phim Avenger hoặc là phim người sắt của Marvel á. Đó, thì ông này thì có tính cách rất là ngông cuồng, rất là độc đáo, hơi khó chịu một tí. Nó giống như là cái hình mẫu của Iron Man ở trong phim á. Và trong cái bộ phim đấy, người ta xây dựng cái tính cách của Iron Man ấy thì học từ tính cách của ông này. Tức là gì ạ? Cái xây dựng cái tính cách của ông Tony Stark ấy, đấy, là lấy từ tính cách của ông Elon Musk này để đưa vào trong phim, anh chị em nhớ nhé. Chút nữa chúng ta sẽ đi cái phần đấy, đúng không ạ?
Và tại sao lại là giàu nhất thế giới á? À, vào tháng 11 năm 2021 thì Elon Musk đã đạt được cái tổng số tài sản lên đến 320 tỷ đô và lúc đó là trở thành người giàu nhất thế giới. Và chỉ trong vòng 1 năm 2021 thôi, tài sản của Elon Musk đã tăng 132 tỷ đô. Anh em thấy kinh khủng ạ. Trong 1 năm mà số lượng tiền tăng hơn cả số lượng tiền của những người tỷ phú hàng đầu trên thế giới. Trung bình những người tỷ phú hàng đầu thế giới họ loanh quanh được khoảng độ 100 tỷ đô là đã rất là kinh rồi. Như vậy mà trong vòng 1 năm mà giá trị tài sản tăng đến 132 tỷ đô, anh chị em thấy cực kỳ là kinh khủng luôn đúng không ạ? Và khi đó thì tổng tài sản của Elon Musk còn nhiều hơn cả tài sản của Bill Gates và Warren Buffett cộng bản. Đấy, nhiều hơn của những cái người mà phía sau cộng bản, tức là nó cũng lớn vô cùng luôn. Đấy. Hiện nay thì ngày 28 tháng 10, tức là Huy vừa mới check lúc nãy xong, thì tổng tài sản của Elon Musk đang là 222 tỷ đô, vẫn đang là người giàu nhất thế giới. Cái hình này Huy vừa mới mới chụp cách đây mấy tiếng thôi anh chị em. Đấy, cách đây khoảng độ 4 tiếng gì đó, lúc khoảng độ 1 giờ sáng, 1 giờ sáng, hơn 1 giờ sáng ngày hôm qua thì Huy vừa chụp cái ngày hôm nay, 1 giờ sáng ngày hôm nay, thì Huy vừa chụp cái hình này anh chị em ạ. Đó, anh chị em muốn biết được cái bảng này nhá, Forbes nhá, Real Time Billionaire, tức là gì ạ? Là thời gian thực luôn, thời gian thực luôn. Đấy, đấy Huy chụp lúc đấy là Huy chụp lúc 1 giờ sáng anh chị em ạ, là 222 tỷ đô. Bây giờ đến 5 giờ sáng thì nó đang là 221 tỷ đô, tức là nó có sự chênh lệch, nó có nhảy. Thì chúng ta lấy số liệu 222 tỷ đô nhưng mà vẫn là người giàu nhất trên thế giới. Đúng không ạ? Cái người thứ hai là 159 tỷ đô, người thứ ba là 135 tỷ đô, người thứ ba là 131 tỷ đô, người thứ năm là 102 tỷ đô. Đó, Bill Gates là 102, Warren Buffett là 101 tỷ đô. Đó. Thì tổng tài sản của Elon Musk chủ yếu đến từ các cái việc mà sở hữu các cổ phiếu những công ty như là Tesla, Moto, SpaceX, Starlink, Solar City, Neuralink, The Boring Company hay là Twitter đang đàm phán. Ông ấy đang chuẩn bị đàm phán mua cái công ty Twitter, cái mạng xã hội Twitter với trị giá là 44 tỷ đô, và thương vụ này cũng đang lùm xùm, không biết là có mua được hay không. Ok không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi vào những cái tiểu sử cuộc đời của Elon Musk. Rồi, về cuộc đời của Elon Musk thì Elon Musk sinh ngày 28 tháng 6 năm 1971. Thì ông sinh tại Nam Phi. Khi còn nhỏ thì Musk sống khép kín và chỉ đắm chìm vào những giấc mơ của bản thân. Ông thường chạy ông có một cái tuổi thơ không bình yên, cha mẹ thì ly hôn sớm và ông không có nhiều bạn bè, và ông thường bị bắt nạt ở những cái ngôi trường khi mà học ở những ngôi trường ở Nam Phi. Ông thường là những người nạn nhân của những cái kẻ bắt nạt, và có lần thì ông bị đánh đến mức ngất đi. Thì ông sau này ông có nói rằng có lẽ tôi là cái kẻ cứng đầu, khó bảo, cho nên là hay bị đánh bởi vì sao ạ? Ông ấy có những cái suy nghĩ, có những cái tư duy mà những cái đứa trẻ khác nó không hiểu. Đấy. Và khi mà bắt ông ấy làm những cái việc gì đó thì ông ấy không chịu làm. Ông ấy rất là bảo thủ, rất là cứng đầu, cho nên là mọi người thường không ưa ông này. Và khi đó thì ông trở thành một cái người sống rất là khép kín. Và ông thường dành 10 tiếng mỗi ngày ở trong thư viện. Và mỗi ngày ông ấy thường đọc khoảng 2 cuốn sách. Mỗi ngày đọc 2 cuốn sách từ từ khi mà còn rất nhỏ, từ khi khoảng độ 9 tuổi thì mỗi ngày ông đều đọc rất nhiều sách. Đấy. Và nếu mà chúng ta tưởng tượng nha, nếu mà chúng ta một tuần chúng ta đọc một cuốn sách thì Elon Musk có thể đọc một 2 tuần chúng ta đọc một cuốn sách thì Elon Musk có thể đọc hơn chúng ta khoảng 60 lần. Tốc độ đọc cũng như là cái số lượng sách
ông ấy đọc nhiều hơn chúng ta khoảng 60 lần. Đó. Nào từ năm học lớp 4 ấy, thì Elon Musk đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu cuốn gọi là Bách Khoa Toàn Thư. Tức là cuốn Bách Khoa Toàn Thư mà ông đã nghiên cứu hết từ năm lớp 4 rồi. Anh chị em thấy tưởng tượng không ạ? Đến khi mà ông không còn sách, những cái sách dành cho tuổi của ông ấy không còn nữa, ông bắt đầu đọc những cái cuốn sách cao cấp hơn. Đó. Kể cả những cuốn sách khoa học viễn tưởng, đó, những cái cuốn sách rất là cao siêu, nghiên cứu về khoa học, vật lý, ông đã đọc từ năm lớp 4, lớp 5 rồi. Đó. Và năm 10 tuổi thì Elon Musk đã âm thầm sản xuất một cái trò chơi gọi là Plastar. Cái trò chơi này có rất đơn giản thôi, nó có hai cái gọi là giống như là cái bóng bàn ấy, nó chạy đi chạy lại, nhưng mà với cái vai trò giống như là cái việc mà có một cái phi thuyền để bắn một cái phi thuyền ngoài không gian ấy. Đó. Và năm 12 tuổi thì ông đã bán cái mã nguồn của trò chơi này và kiếm được 500 đô. 500 đô từ cách đây gần 40 năm anh chị em ạ, 40 năm trước mà kiếm được 500 đô của một cậu bé 12 tuổi là một con số rất là lớn anh chị em ạ, rất lớn. Và sau đó thì Musk được nhận vào trường đại học Queen tại Canada, và 2 năm sau thì ông chuyển đến trường đại học Pennsylvania của Hoa Kỳ. Đó. Thì ông đã từng tham gia vào cái trường đại học ở Nam Phi để tránh cái gọi là nghĩa vụ quân sự, và ông ấy có một cái giấc mơ, ông có mong muốn đó là học đại học tại Hoa Kỳ. Đó. Ông chuyển đến Canada bởi vì mẹ ông là thuộc là người Canada. Đó, cho nên là ông được về Canada, xong từ Canada xong qua Hoa Kỳ. Như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Sau đó thì sau khi mà đến Mỹ thì ông học tiếp tục lại chuyển đến đại học Stanford tại California, học bằng tiến sĩ về vật lý ứng dụng. Nhưng ông này chỉ học được có 2 ngày là ông bỏ học. Và tại sao ông lại bỏ học khi mà học mới có 2 ngày, học tiến sĩ mà học bỏ có 2 ngày? Bởi vì là khi đó thì ông bắt đầu nhận ra cái ước mơ của mình. Đó. Ông nhận ra cái sứ mệnh và cái hoài bão của mình. Đó. Và khi đó thì ông bỏ học để ông theo đuổi cái con đường những cái dự án kinh doanh của ông. Những cái dự án đầu tiên thì Elon Musk thành lập cái công ty Zip 2 cùng với cả em trai là Kimball vào năm 1995, lấy cảm hứng từ việc thay thế những quyển sổ địa chỉ ở gọi là Yellow Book, tức là gọi là sổ vàng ấy, hay là đấy, sách vàng. Thì cái hồi đó là chưa có internet, cho nên mỗi khi mà chúng ta cần tra cứu để tìm một cái công ty nào đó thì họ thường sử dụng một cuốn sách, những cái cuốn cẩm nang rất là nặng nề, gọi là cuốn sổ vàng. Trong này thì nó sẽ thống kê tất cả số điện thoại và địa chỉ cũng như tên của những cái công ty ở khắp nơi ở trên nước Mỹ. Thì khi đó thì họ sẽ chuyển toàn bộ những cái thông tin này vào một cái bản đồ và cắm những cái vị trí, nó giống như là Google Maps hiện nay anh chị em ạ, nó giống Google Maps hiện nay. Đó. Và cái thời điểm này ấy, thì internet vừa mới ra đời được khoảng độ 2 năm gì đó. Đó, thì rất ít người nghĩ đến cái việc này. Đó. Và sau khi mà họ xây dựng lên cái Zip 2 thì rất nhiều người cảm thấy cái ý tưởng này rất là thú vị. Đó. Và mặc dù Elon Musk cùng em trai thì lập trình trên vài cái mã nguồn có sẵn rồi tự tay viết code để số hóa toàn bộ cái thông tin ở trong Yellow Book. Và rất nhiều công ty họ cảm thấy thú vị với cả cái mô hình này, và họ đã trả tiền cho Elon Musk để được xuất hiện ở trong cái Zip 2, trong cái phần mềm này. Và sau đó thì rất nhiều người nhìn thấy cái tiềm năng của cái phần mềm này, và họ đã mua lại cái phần mềm này của Elon Musk năm 1999, tức là sau 4 năm. Sau 4 năm thì Musk đã bán lại Zip 2 cho
Alta Vista với giá xấp xỉ là 341 triệu đô và nhận được cái phần chia tương đương là 22 triệu đô. Đấy. Và khi đó thì ông này mới có bao nhiêu ạ? Mới có hai mươi mấy tuổi thôi, đã trở thành một triệu phú đô la và thành công ở cái tuổi rất là sớm. Thông thường thì những cái người mà thành công sớm như vậy thì sao ạ? Thì họ sẽ ăn chơi, họ sẽ hưởng thụ đúng không ạ? Nhưng mà không, Elon Musk không hề có ý định là ăn chơi hưởng thụ. Ngay lập tức ông lao vào công việc và ông tiếp tục nghĩ đến những cái mục tiêu xa hơn. Và mục tiêu của ông khi đó là thay đổi cả thế giới, chứ không chỉ là dừng lại ở đó. Đấy. Rồi ngay sau đó thì ông bắt đầu nghĩ đến cái thị trường tài chính, bởi vì khi đó thì ông ấy có cảm hứng về thị trường tài chính và ông thành lập công ty X.com vào năm 1999 với tham vọng là thực hiện việc chuyển tiền qua Internet. Thì có câu chuyện vui như này, đó là Elon Musk đi ăn cùng bạn gái nhưng mà lại để quên ví, cho nên là không có tiền mặt, cho nên cũng chẳng có gì ạ, chẳng có thẻ. Và khi đó thì không có cái hệ thống thanh toán online. Và khi đó thì Elon Musk đã bị bạn gái chê là nghèo và keo kiệt. Và chính vì vậy ông đã có một cái gọi là động lực để là thay đổi cái cách thanh toán và lập lên một công ty để có thể thanh toán trực tiếp, thanh toán qua online. Và ngày xưa ấy, cái giai đoạn mà năm 99 ấy, thì hầu hết khi mà thanh toán online, đặc biệt là chuyển tiền qua Internet hoặc là chuyển tiền qua nước ngoài, chuyển tiền qua từ nước này sang nước kia ấy, thì nó có thể mất từ 3 cho đến 7 ngày mới chuyển xong cái số tiền đó. Nó rất là lâu và rủi ro, cho nên ông ấy đã quyết định là thay đổi thế giới bằng cách là gì ạ? Tạo ra một cái cổng thanh toán quốc tế. Và sau đó thì Musk đã mua lại công ty Confinity. Đây là một đối thủ lớn nhất của X.com ở trong cái thời kỳ đó, và đặt tên cho liên minh này là PayPal X. Và sau cuối cùng thì đổi tên trở lại là PayPal. Đấy. Đó. Đến năm 2022 thì eBay đã mua lại PayPal với mức giá là 1,5 tỷ đô. Và Musk nhận về được 170 triệu đô từ thương vụ này. Khi đó thì ông mới chỉ có bao nhiêu ạ? Ông mới chỉ có 31 tuổi. Ở tuổi 31, ông đã kiếm được 170 triệu đô. Đó. Và trở nên thành công và rất là giàu có. Tuy nhiên thì ông cũng không dừng lại. Ông cũng không hài lòng với mình, không cảm thấy rằng là như thế đã là đủ, mà ông tiếp tục dấn thân trên cái con đường gọi là thay đổi thế giới. Đó. Sau đó thì Elon Musk tham gia vào một cái nhóm nghiên cứu về việc đặt chân lên vũ trụ. Ông đầu tư 100.000 đô vào một cái dự án để xây dựng những cái bong ke, những cái nơi ở trên mặt trăng. 100.000 đô ở giai đoạn đó cũng là rất là nhiều. Thì khi đó thì ông bắt đầu có cảm hứng về việc mà bay vào vũ trụ hoặc là gọi là kinh doanh, cũng như là những cái thứ mà dựa trên cái việc mà bay vào vũ trụ á. Thì khi đó thì ông mới sang Nga để mua 3 cái quả tên lửa để đưa hàng hóa vào trong vũ trụ, lên trên trạm vũ trụ. Nhưng mà rất là tiếc là sau 3 lần đàm phán với bên Nga mà thì ông không mua được những cái đồ để mà quả tên lửa để đưa đồ vào trong vũ trụ. Thì khi đó ông mới nảy ra ý tưởng, đó là gì ạ? Là nếu như mà khó khăn không mua được thì sao ạ? Tao tạo ra một cái, tự tao tạo ra cái để mà đưa vào trong vũ trụ. Đó. Và cuối cùng thì SpaceX ra đời vào năm 2002. Và đây là một quyết định vô cùng liều lĩnh. Một cái người nhà báo Steve Jurvetson đã từng nói là chưa từng ai nói rằng sẽ bỏ toàn bộ số tiền của mình vào việc rời khỏi trái đất. Và đây cũng là một ý tưởng điên rồ của Elon Musk. Tại sao ạ? Bởi vì vào cái thời điểm đó ấy, thì tất cả những cái công ty hàng không vũ trụ
thì đều là những công ty thuộc nhà nước, không có một cái công ty tư nhân nào dám nghĩ đến cái việc mà phóng vũ trụ vào trong phóng tàu vũ trụ vào trong vũ trụ cả. Đấy, bởi vì cái việc mà nghiên cứu cũng như là phóng tàu vũ trụ nó rất là đắt đỏ. Đó. Và Musk thì muốn thay vì là cái việc mà muốn bay xa thì Musk tập trung vào việc nghiên cứu cách hạ giá thành của các cái chuyến đi nhằm tạo ra một luồng giao thông vũ trụ giá rẻ. Thế ông có nói trong một cuộc phỏng vấn rằng là gì ạ? Nếu như mà mỗi một cái lần ấy mà đưa người vào vũ trụ ấy thì nó tốn khoảng trung bình ấy, nếu như ở ở NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, thì mỗi lần đưa một những cái người vào vũ trụ, ví dụ lên lên trạm vũ trụ hoặc là lên mặt trăng, thì trung bình ấy thì họ phải đầu tư khoảng 1 tỷ đô. Nhưng mà Elon Musk có những cái cách để mà giảm cái chi phí đó xuống còn 1/10, tức là chỉ có mất 100 triệu đô thôi. Đấy, ngoài ra thì những cái chuyến bay không người lái đưa đồ vào trong vũ trụ thì trung bình nó mất khoảng độ tầm hơn 40 triệu đô. Nhưng mà Musk chỉ mất có 6 triệu đô để có thể đưa những cái vệ tinh nhỏ lên vũ trụ. Đấy. Đấy, cho nên là gì ạ? Là ông đã trúng được những cái khoản thầu rất là lớn từ NASA. Đó. Elon Musk không những thế thì Elon Musk còn quyết tâm thay đổi cách thế giới sử dụng năng lượng, hạn chế nhiên liệu hóa thạch, và đó là khi mà ông tạo ra cái công ty là Solar City, tức là cái về pin năng lượng mặt trời. Đó. Đồng thời Tesla Motor cũng ra đời vào năm 2003, và đây là công ty khởi nghiệp xe hơi điện đầu tiên trong lịch sử sự nghiệp của Musk. Và đây cũng là một cái bước đi rất là điên cuồng, bởi vì sao ạ? Bởi vì trước giờ cái thời điểm 2003 ấy, thì mọi người chưa ai nghĩ đến cái việc mà đi xe điện cả. Bởi vì xe điện thì hồi đó nó chỉ được người ta nghĩ đến xe điện, người ta chỉ nghĩ đến những cái xe golf hoặc những xe đi ở trong resort hoặc những cái xe đồ chơi thôi. Nhưng không ai nghĩ đi xe điện để đi làm, để đi những cái xe rất là sang trọng giống như bây giờ. Đó. Thì với một cái mong muốn thay đổi cách mà thế giới sử dụng nhiên liệu, bởi vì sao ạ? Bởi vì xe xăng, xe dầu thì tốn rất nhiều nguyên liệu hóa thạch và đồng thời là thải ra rất nhiều khí thải. Đó. Thêm vào điều nữa đó là gì ạ? Nó tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Tuy nhiên xe điện thì nó sẽ giải quyết phần lớn những cái công việc này. Và gần như là ở thời gian này thì Elon Musk cùng một lúc điều hành 3 công ty. Đó là gì ạ? Tesla, SpaceX và Solar City. Chưa kể là PayPal. PayPal thì ông ấy đã chuyển giao cho một bên khác và trở thành cổ đông thôi. Đấy, thì Tesla thực hiện 3 cái chiến lược. Đầu tiên là sản xuất ra những xe cao cấp mà rất là đắt tiền, bởi vì khi đó thì họ chưa có nhiều tiền để sản xuất số lượng lớn, cho nên tập trung vào số lượng xe cao cấp và gọi là cá nhân hóa. Sau đó thì bắt đầu chuyển đến những xe tầm trung và sản xuất nhiều hơn, và cuối cùng là đến những xe điện giá rẻ và sản xuất số lượng cực kỳ lớn, vừa để đảm bảo được sự chú ý của công chúng từ đầu, vừa để là một cái chiến lược để đi rất là phù hợp với cái mô hình sản xuất. Elon Musk thì phải vận động đến 4 lượt đầu tư trước khi năm 2007 để cứu Tesla khỏi bờ vực phá sản. Bởi vì ở giai đoạn này xe điện chưa được mọi người quan tâm và cũng rất ít người đầu tư. Và Tesla cũng đã từng ở trong giai đoạn có thể là phá sản bởi vì không đủ kinh phí để hoạt động. Gần như là từ năm 2003 đến 2007 là Tesla không có thu nhập, không có doanh thu và hoàn toàn phải sống dựa trên những cái gọi là sự tài trợ của những cái nhà đầu tư. Năm 2008 thì SpaceX mới thực sự chế tạo được tên lửa đầu tiên.
Đấy, tức là từ năm 2002 đến 2008 là 6 năm trời là chỉ có ăn với nghiên cứu thôi, còn chưa có bán được bất kể một sản phẩm gì anh em ạ. Và khi mà nghiên cứu những cái tài liệu, những cái máy móc để mà phóng tàu vũ trụ, anh em chúng ta biết là gì ạ? Nó chi phí nó rất lớn, đồng thời là mỗi một cái thử nghiệm đều tốn hàng trăm triệu đô, hàng chục triệu đô. Đấy. Tuy nhiên thì ba sản phẩm đầu tiên đã nổ tung trước khi kịp rời bầu khí quyển. Và khi đó thì Musk đã cạn tiền, đã không còn tiền nữa. Đó. Và khi đó thì Musk đã phải tìm những cái nhà đầu tư ở bên ngoài. Tuy nhiên đây là thời kỳ đầu của công nghệ hàng không vũ trụ cũng như là thời kỳ đầu SpaceX. Ông chưa chứng minh cho thế giới được rằng nó có thể thành công và không ai tin rằng ông ấy có thể thành công. Và họ nói rằng là gì ạ? Đây là kẻ điên. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy dốc tất cả những tiền túi của ông ấy sau khi mà bán cái thương vụ PayPal, ông thu về 170 triệu đô thì ông đã đầu tư toàn bộ tiền cho gì ạ? Cho các công ty này. Đấy. Và khi đó thì ông phải đứng trên hai cái lựa chọn. Bởi vì cùng một lúc ông vận hành hai công ty là SpaceX và Tesla. Và khi đó cả hai công ty đều gặp khó khăn và ông chỉ còn khoảng 40 triệu đô gì đó. Và bây giờ ông phải đứng trên hai cái lựa chọn, đó là đầu tư dồn dồn sức vào một công ty để công ty đó sống, còn chấp nhận mất một công ty. Đó. Và đối với ông ấy thì cả hai công ty nó giống như là hai đứa con của mình ấy, và bây giờ mình phải đứng trước cái lựa chọn là phải cứu một đứa và phải cho một đứa chết. Đó. Và nếu như mà chúng ta chia tiền cho hai công ty thì có thể cả hai đứa đều cùng chết. Đó. Và ông phải đứng trên cái lựa chọn rất là quan trọng. Cuối cùng thì ông đã quyết định là chia tiền cho cả hai công ty, và thật là may mắn là cả hai công ty đều đều sống sót. Đó. Và cái may mắn của SpaceX đó là lần phóng tên lửa thứ tư vào tháng 12 năm 2008 đã thành công. Và nhờ cái sự thành công này thì ông đã nhận được hợp đồng 6 năm với NASA với trị giá là 1,6 tỷ đô. Và nhờ đó thì công ty đã có kinh phí để tiếp tục hoạt động và nghiên cứu. Sản phẩm của SpaceX thì sử dụng cái công nghệ tiên tiến cho phép công ty giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất. Đó là gì ạ? Bình thường ấy thì các cái tên lửa sau khi mà sử dụng xong ấy thì nó sẽ không được tái sử dụng nữa mà nó sẽ bị phá hủy. Đó. Nhưng mà với cách của Elon Musk thế thì ông sẽ gì ạ? Ông sẽ tái sử dụng bằng cách là gì ạ? Đưa những cái tên lửa đó quay trở lại trái đất một cách an toàn. Tuy nhiên thì ông ấy cũng đã gì ạ? Thất bại khoảng mười mấy lần đấy, rất nhiều lần, phải rất nhiều lần là những cái tên lửa quay trở lại trái đất đều bị gì ạ? Nổ tung. Tức là khi mà hạ cánh chạm đất ấy thì nó sẽ bị nổ tung. Đấy. Vì vậy là cũng rất nhiều lần thất bại, và mỗi lần thất bại như vậy là ngốn của ông hàng hàng chục triệu đô. Đó. SpaceX thử nghiệm rất nhiều các loại tàu không gian từ Dragon cho đến Falcon, rồi Grasshopper. Đó. Thì mỗi chiếc đều có thể chuyên chở được người và đồ vật. Thậm chí ông còn đang phát triển những cái hệ thống để chuyên chở đến 100 người đi làm nhiệm vụ không gian, thậm chí là du lịch vũ trụ. Ông ấy nói rằng là nếu như mà những cái máy bay ấy mà chỉ dùng được có một lần ấy thì một cái Boeing 747 nó có gọi là chi phí, tức là cái giá tiền lên đến khoảng độ 250 triệu đô một cái máy bay Boeing. Thì nếu như mà mỗi lần chúng ta bay thì chúng ta phải trả hàng triệu đô la một cái vé, thì chẳng ai dở hơi mà đi trả hàng triệu đô la một cái vé để đi máy bay từ từ nơi này qua nơi khác, đúng không ạ? Nhưng bởi vì máy bay có thể tái sử dụng đến hàng gì ạ? Hàng chục nghìn lần. Chính vì vậy là cái giá của mỗi một lần bay thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và đây cũng là cái tư duy để ông ấy áp dụng vào trong cái việc mà xây dựng cái cách để mà xây dựng và phát triển cái SpaceX. Đó. Và anh chị em tưởng tượng là khi mà ông ấy có thể giảm được cái chi phí phóng tàu vũ trụ đến mức mà còn 1 phần 10 so với NASA. Thì khi đó làm sao ạ? Thì NASA chẳng có lý do gì mà lại phải tự nghiên cứu, và NASA sau đó là sẽ chuyển giao toàn bộ cái hệ thống
phóng tàu vũ trụ để chuyển hàng cũng như chuyển người cho SpaceX, và khi đó thì SpaceX đã trở thành một cái nhà cung cấp mà rất là lớn cho NASA. Và sau hơn 2 thập kỷ thì SpaceX đã trở thành hãng hàng không tư nhân lớn nhất trên thế giới và thành công nhất trên thế giới, với vốn hóa hiện nay trên 100 tỷ đô la và mang lại cho Elon Musk rất là nhiều tiền. Đó. Tháng 10 năm 2008 thì Elon Musk đã trực tiếp tiếp quản Tesla bằng cách là, bởi vì trước đây thì Elon Musk gọi vốn rất là nhiều, cho nên là ông không nắm vai trò là cái người chi phối chính ở Tesla. Nhưng mà năm 2008 thì ông đã rót thêm 70 triệu đô tiền túi của ông vào công ty. Ông cũng huy động được 187 triệu đô từ các cái nhà đầu tư. Đó. Và đấy là cái điều may mắn khi mà Tesla đã trên bờ vực phá sản nhưng mà đã được cứu. Đó. Vào tháng 6 năm 2009 thì Tesla lại may mắn nhận được khoản vay hơn 465 triệu đô từ Bộ Năng lượng Mỹ, và ông đã hoàn trả được cái khoản tiền này vào năm 2013. Và khi này thì các cái Model S của Tesla cũng đã được ra đời. Sau những ngày tháng nỗ lực phát triển, Tesla Motor đã trở thành công ty kinh doanh xe điện lớn nhất trên thế giới. Đó. Và những cái mẫu xe của Tesla hiện nay đang rất được ưa chuộng trên khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra thì Elon Musk còn muốn tạo ra một cách mạng giao thông mới. Ông đề xuất ra ý tưởng xây dựng hệ thống tàu điện ngầm siêu tốc, gọi là Hyperloop. Với ông ấy xây dựng những cái tàu điện ngầm sâu ở dưới lòng đất, và ở trong những cái đường hầm này thì ông sẽ rút hết không khí ra để tránh những cái sức cản, và để giúp cho cái tàu điện có thể nâng công suất lên đến 1.100 km/h, và gần như là có thể thay thế được so với máy bay, tức là đi giữa hai điểm cách nhau khoảng 1.100 km, chỉ mất có 1 giờ thôi. Đó thì tương đương với tốc độ của máy bay, gần như tương đương tốc độ của máy bay. Đó. Thì tất cả những ý tưởng của Elon Musk hầu như đều là những ý tưởng rất là điên rồ, kể cả ý tưởng là Starlink. Ý tưởng Starlink đó là ý tưởng là phủ khắp tất cả internet khắp vũ trụ. Tức là gì ạ? Là ông ấy phóng lên khoảng 42.000 vệ tinh để mà phủ internet ở trên từ vũ trụ. Và hiện nay thì Starlink đã phủ được hơn 10.000 cái vệ tinh ở trên vũ trụ rồi. Khi mà ông nói đến ý tưởng là đưa internet lên vũ trụ, tức là internet có thể đến những cái vùng sâu vùng xa, nơi mà kéo những cái đường cáp quang rất là tốn kém, rất là khó khăn. Đó. Thì khi đó thì ông ấy nói rằng là hơn 40% dân số trên trái đất vẫn không tiếp cận được với cả internet. Vì vậy là ông ấy nhắm đến cái việc mà những cái nơi mà hải đảo, rồi đại dương, đấy, rồi các vùng cực, đấy, hoặc là ví dụ như là ở Ukraine, cái nơi mà khi mà đang, cái chỗ mà đang chiến tranh ấy, đấy, thì Elon Musk cung cấp miễn phí cho Ukraine hơn 13.000 thiết bị đầu cuối, và cung cấp miễn phí cái đường truyền internet cho Ukraine. Đó, thì tất cả những cái ý tưởng của Elon Musk đều rất là điên rồ, và khi mà ông ấy bắt đầu ấy thì mọi người đều không tin rằng ông ấy có thể là gì ạ, hiện thực hóa được những cái điều đó. Và chính cái điều đấy nó khiến cho mọi người không tin và gọi ông là kẻ điên. Nhưng chính vì sự giàu có và những cái đóng góp nổi bật cho ngành công nghệ và công nghiệp đó, nhiều người gọi Elon Musk là Iron Man ở ngoài đời thực. Và thực tế thì ông cũng đã có một cái phần, có một cái đoạn ông xuất hiện ở trong Iron Man mùa số 2, tức là Iron Man 2 ấy, thì Elon Musk cũng đã xuất hiện ở trong phim Iron Man. Đó. Và cái diễn viên đóng cái vai Tony Stark, đóng vai Iron Man ấy, là Robert Downey Jr. đã từng nói rằng là ông đã gặp gỡ Elon Musk và học hỏi từ tính cách của Elon Musk, và biến cái tính cách đó
để trở thành cái tính cách của cái nhân vật Tony Stark ở trong phim đó. Và chúng ta nhìn thấy Iron Man ở trên phim và chúng ta thấy rằng là những cái tính cách rất là ngông cuồng, rất là điên rồ, nhưng mà có những ý tưởng rất là sáng tạo, độc đáo và đi trước thời đại, đúng không ạ? Thì đấy là họ đang đưa cái tính cách của Elon Musk ngoài đời thật vào trong phim, chứ không phải là tình cờ là Elon Musk nó có những cái tính cách giống như là Tony Stark đâu, mà Tony Stark được lấy trên hình mẫu của Elon Musk, đúng không ạ? Và nhờ cái sự vĩ đại của mình thì Elon Musk đã được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm 2021 đó, và được so sánh với cả Henry Ford cũng như Steve Jobs. Ok, đấy là một vài cái tiểu sử của Elon Musk và một số cái câu nói, một số cái bài học từ Elon Musk như sau. Elon Musk nói rằng là những người bình thường đều có thể trở nên phi thường. Đó, bởi vì sao ạ? Bởi vì ông nghĩ rằng ông cũng là một người bình thường thôi, nhưng mà hoàn toàn có trở nên phi thường bằng cách là gì ạ? Bằng cách cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, làm việc chăm chỉ. Đó. Ông cũng nói rằng hãy chấp nhận rủi ro ngay bây giờ và làm điều gì đó táo bạo, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Thì Elon Musk là một người luôn luôn sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro và luôn luôn làm những cái điều mà đôi khi những người khác nghĩ rằng là không thể, nhưng ít nhất là ông ấy đã thành công và ông đã chứng minh cho mọi người thấy rằng khi mà mình thực sự đam mê, thực sự yêu quý, thực sự sống gọi là toàn bộ thời gian, công sức vào cái việc gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Elon Musk cũng nói về sự kiên trì, nó là sự kiên trì là cực kỳ quan trọng, và bạn không nên bỏ cuộc trừ khi bạn bắt buộc phải từ bỏ, tức là bạn bị ai đó bắt buộc phải từ bỏ. Đấy. Bởi vì có những lúc mà Elon Musk đã rất là khó khăn, kể cả khi mà phóng tàu ở trong vũ trụ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái việc mà đưa vệ tinh lên trên vũ trụ cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì chính phủ, bởi vì những cái thứ ở bên ngoài, có những thứ mà không lường trước được, không tính trước được. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn đã đủ sức, đủ kiên trì để vượt qua. Bởi vì không có lý do gì để mà từ bỏ cả. Và trong cái quá trình khởi nghiệp của Elon Musk ấy, thì gần như là không có những cái công ty nó gọi là thất bại. Nó chỉ có một cái công ty nó gọi là OpenUI. Đấy. Thì cái công ty này thì ông ấy sáng lập năm 2012 và đóng cửa năm 2018. Thì đây là một trong những cái thất bại hiếm hoi của Elon Musk. Còn hầu hết những cái dự án của ông ấy đều thành công. Và ông ấy đã làm ấy là làm đến cùng luôn, chứ không có chuyện là bỏ cuộc. Cho nên Elon Musk rất ít khi thất bại. Đối với ông ấy là không có thất bại, luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn là những bài học, luôn luôn là những phản hồi. Đó, và đấy là cái điều khác biệt của con người tuyệt vời này. Và đối với ông ấy là gì ạ? Thất bại là một lựa chọn. Và nếu mọi thứ không thất bại, nghĩa là bạn chưa đủ đổi mới. Đấy, và ông gặp rất nhiều khó khăn và gặp rất nhiều những cái thất bại, nhưng mà ông luôn luôn học hỏi từ những cái thất bại đó và ông liên tục thay đổi. Có rất nhiều người thì bỏ cuộc, rất nhiều người thì không vượt qua được, nhưng với ông ấy thì là ông luôn luôn tìm những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề. Ví dụ khi mà năm 2018, 2019 thì có một cái giai đoạn đó là cái cuộc chiến thương mại Trung Mỹ nổ ra giữa lúc đó là Donald Trump với cả Tập Cận Bình. Thì khi đó thì xe hơi của Mỹ bị đánh thuế rất cao ở Trung Quốc. Đấy, thậm chí là những cái chiếc xe Tesla để nhập vào Trung Quốc ấy là cái giá bán phải tăng gấp đôi so với cả giá bán ở Mỹ. Đó. Và ông đã tìm ra một cách, đó là gì ạ? Là ông đặt một cái nhà máy ở Trung Quốc luôn. Và ông xây dựng một cái nhà máy ở Trung Quốc chỉ với thời gian trong vòng một năm. Chỉ trong vòng một năm thì cái nhà máy gọi là Giga Factory, một dự án siêu lớn đã được hình thành và đi vào hoạt động ở gì ạ? Ở Trung Quốc. Đó.
và nhờ việc đấy mà cái giá thành xe nó giảm xuống. Tuy nhiên người Trung Quốc thì là cái người mà sẵn sàng chi tiền, cho nên hầu hết những người Trung Quốc mua xe Tesla ấy, thì nó đều đắt gấp đôi gấp ba lần so với cả ở ở ở Mỹ. Đó. Rồi thêm một cái điều nữa, ông nói rằng là tôi không tạo ra công ty vì mục đích tạo ra công ty đấy, mà để hoàn thành công việc. Và ông cũng nói rằng là gì ạ, nếu mà chúng ta không có một cái lý do thực sự là lớn, hay là chúng ta không ám ảnh, thì chúng ta không cần thiết phải phải mở công ty. Chúng ta chỉ mở công ty khi nào chúng ta thực sự cảm thấy ám ảnh về nó, suy nghĩ về nó, và mở ra công ty để hoàn thành những cái công việc, chứ không phải chỉ để gọi là cho nó oai, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đây cũng là cái bài học để cho chúng ta có thể học tập. Và ông nói rằng các công ty vĩ đại được xây dựng trên các cái sản phẩm tuyệt vời, và tất cả các sản phẩm của Tesla, của SpaceX hay Starlink, hay là gần đây là công ty Neuralink để làm về trí tuệ nhân tạo đó, hoặc là SolarCity làm về pin. SolarCity sau này thì được Tesla mua lại với giá 2,9 tỷ đô. Hoặc là cái công ty The Boring Company để chuyên xây dựng những cái Hyperloop, những cái đường hầm tốc độ cao ở dưới lòng đất. Thì tất cả những sản phẩm mà Elon Musk đã sản xuất ra đều là những sản phẩm tuyệt vời. Ông đều chăm chút rất là chi tiết cho từng sản phẩm một. Đó. Và ông là cái người làm việc cực kỳ là nghiêm túc, và thời gian làm việc của ông rất là nhiều. Và thêm một cái bài học nữa, Elon Musk chia sẻ với mọi người, đó là hãy tìm kiếm những phản hồi tiêu cực, đặc biệt là từ bạn bè và người thân của bạn. Tại sao là như vậy? À, khi mà ông bắt đầu làm cái gì đó thì bao giờ cũng vậy, những người bạn bè, những người thân của ông ấy đều ngăn cản ông ấy. Và khi mà ông ấy phóng tàu vũ trụ và nó không thành công, nó bị nổ, thì một người bạn của ông ấy đã sưu tầm tất cả những cái vụ nổ của tàu vũ trụ và gửi cho ông ấy, và để cho ông thấy rằng là phóng tàu vũ trụ không hề dễ dàng, và ông đừng có đốt tiền vào những cái thứ vớ vẩn như vậy nữa. Đó. Ông thường xuyên lắng nghe những cái phản hồi tiêu cực từ bạn bè. Tuy nhiên, ông lại là người rất là kiên định trong cái kế hoạch của mình. Mặc dù nghe thì vẫn nghe, nhưng mà ông luôn luôn tìm ra những cái giải pháp để mà vượt qua. Đấy. Bởi vì rất nhiều người không hiểu. Ông ấy nói rằng là đôi khi những ý kiến của bạn bè là không đúng, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà sau này họ sẽ thay đổi, sau này họ sẽ nhận ra. Nhưng mà ông đã học hỏi rất nhiều từ những cái phản hồi đó. Và ông nói rằng là thay vì nếu mà chúng ta không nghe những cái lời phản hồi tiêu cực ấy, thì họ sẽ chỉ nói những cái lời tích cực cho chúng ta thôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta cho họ sử dụng một chiếc xe, thì họ sẽ nói rằng chiếc xe này tuyệt vời. Nhưng sau đó họ sẽ đi nói với những người khác rằng là chiếc xe này thật là dở tệ. Thì thay vì đó thì họ sẽ nói với chúng ta là chiếc xe nó dở tệ như nào để chúng ta thay đổi, thay vì là họ đi nói với khách hàng, hoặc họ sẽ đi nói với những đối thủ của chúng ta. Và Elon Musk cũng nói rằng là gì ạ, những cái phản hồi tiêu cực từ bạn bè, người thân, dù sao đi nữa vẫn mang một cái yếu tố tích cực, còn hơn là những lời khen của những cái đối thủ, bởi vì những lời khen của đối thủ có thể làm cho chúng ta đi sai đường. Đó. Và rất nhiều người thì tránh những cái phản hồi tiêu cực, còn Elon Musk thì luôn luôn lắng nghe những cái phản hồi tiêu cực từ mọi người. Đó. Khi mà ông ấy sản xuất ra một chiếc xe thì ông luôn nói rằng là gì ạ? Hãy nói những điều mà bạn không thích về chiếc xe này, còn những điều mà bạn thích thì bạn không cần phải nói đâu, bởi vì tôi biết rồi. Ok em ạ. Và cái đây là con người tuyệt vời, bởi vì sao ạ? Bởi vì ông ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ. Cái số ngày làm việc của Elon Musk trong trong tuần đấy là 7 ngày. 7 ngày làm việc một tuần, khoảng 100 giờ mỗi một tuần. Và một ngày ông chỉ ngủ khoảng 6 tiếng một ngày thôi. Đó. Và trung bình mỗi một ngày ông sẽ làm việc khoảng từ 14 đến 17 giờ một ngày. Anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Nếu như những người khác đang làm 40 giờ một tuần thì ông làm hơn người khác là gì ạ? Hơn 2 lần đến 2,5 lần. Đó. Có những giai đoạn là ông ấy phải ăn tại công ty, ngủ tại công ty luôn. Và ông Elon Musk thì có tới 7 người con.
Nhưng mà ông ấy không có thời gian để hẹn hò anh chị ạ, không có thời gian để hẹn hò với bạn gái. Và khi mà ông cần hẹn hò với bạn gái thì ông hẹn hò đâu ạ? Ông hẹn hò ngay ở văn phòng, ở ở xưởng sản xuất. Đó. Và có những lần ấy thì ông ấy tổ chức những cái bữa ăn lãng mạn ở ngay ở cái xưởng sản xuất luôn. Tức là gì ạ? Là không có thời gian để đi chơi. Và cái việc mà có những cái kỳ nghỉ á, kỳ nghỉ đi du lịch đó đây để mà nghỉ ngơi ấy, thì đối với Elon Musk đó là cái điều gì đó vô cùng xa xỉ, bởi vì ông không hề có những kỳ nghỉ. Có những tuần ông phải bay xuyên lục địa, xuyên từ châu Á đến châu Âu. Một tuần ông có thể bay 3 lần, tức là khoảng 2 đến 3 ngày ông lại di chuyển một lần. Có khi là từ Mỹ sang gì ạ, Trung Quốc, từ Trung Quốc sang Dubai, từ Dubai lại sang Đức. Và hiện nay thì Elon Musk có khoảng 7 cái siêu nhà máy ở Giga Factory ở trên khắp thế giới. Đấy. Và ông phải di chuyển rất là nhiều, đồng thời là ông phải làm việc rất nhiều, bởi vì cùng một lúc ông làm việc hai ba công ty. Đấy. Và công ty nào cũng là công ty rất là lớn. Rất nhiều người nói rằng là gì ạ, là không thể nào mà cùng một lúc làm được nhiều việc, nhưng Elon Musk thì lại là cái người cực kỳ đa nhiệm. Ông cùng một lúc ông có thể làm được rất nhiều việc. Ông nói rằng tôi có thể trả lời email khi mà đang thư giãn ở trong bồn tắm, vừa nghe nhạc piano du dương, vừa ăn một món ăn nhẹ, vừa ngâm ngâm bồn tắm, vừa ăn vừa nghe nhạc và vừa trả lời email. Và ông thường xuyên trả lời email rồi check email khi mà chơi với những đứa con, bởi vì ông không có đủ thời gian để mà ông làm tất cả mọi việc cùng một lúc, như này ông có khả năng đa nhiệm cực kỳ tốt. 16 tiếng ông làm việc một ngày thì 8 tiếng ông làm cho dành cho Tesla và 8 tiếng dành cho SpaceX, anh em ạ. Và cả hai công ty đấy đều phát triển cực kỳ là mạnh mẽ. Đó. Và có một số cái câu câu nói mà chúng ta có thể học hỏi từ Elon Musk. Elon Musk thì hiện nay không có nhà anh chị em ạ. Larry Page, cựu CEO của Google và hiện nay là CEO của Alphabet, có nói là gì ạ? Hầu như là một gã vô gia cư vậy, buồn cười phết. Hắn sẽ email và nói là: "Này, tối nay tôi chẳng biết ngủ ở đâu cả, tôi qua chỗ anh được không?" Và tôi vẫn chưa đưa chìa khóa cho hắn đâu nhé. Đấy, thì Elon Musk đã bán cái ngôi nhà cuối cùng của mình với giá là hơn 14 triệu đô. Đấy, ông trước đây ông có ngôi nhà rất là xa hoa, rất là đẹp, rất là rộng. Tuy nhiên ông đã bán cái ngôi nhà cuối cùng đi là 14 triệu đô. Và ông ngủ đâu ạ? Ông thuê một cái phòng, thuê một cái phòng khách sạn, thuê một cái gọi là homestay nho nhỏ, khoảng độ 30 mét vuông ở gần gần nhà máy, gần xưởng để có thể tiện trong cái việc di chuyển. Và hầu hết thời gian là ông ngủ ở ở xưởng, ông ngủ ở nhà máy chứ ông không 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 ở nhà. Cho nên là ông nói rằng là: "Tôi không cần phải nhiều nhà, bởi vì tôi có ở nhà mấy đâu. Phần lớn thời gian là tôi ở nhà máy, tôi ở công ty, tôi ở máy bay chứ tôi không có ở nhà, cho nên ông ấy không cần có nhà." Nhà ông này ông không không có nhà, gọi là vô gia cư. Đấy. Anh em thấy không ạ? Một tỷ phú giàu nhất trên thế giới nhưng mà lại gì ạ? Không có những cái biệt thự xa hoa, và ông ấy dành phần lớn tiền bạc của ông ấy trong cái việc mà chinh phục vũ trụ, và có một sứ mệnh rất là lớn, đấy là sứ mệnh là gì ạ? Là đưa loài người định cư ở trên sao Hỏa. Bởi vì ông nói rằng là có thể trong thời gian tới, trong tương lai tới thì sẽ có những cái người ngoài hành tinh có thể là đến trái đất, và có thể là chúng ta phải chuẩn bị cho những cái khả năng là trái đất sẽ bị hủy hoại, bị diệt vong. Đó. Vợ cũ của Elon Musk, người từng 2 lần ly dị, tức là ly dị xong quay trở lại xong ly dị tiếp. Và ông ấy đã nói, cô ấy nói rằng là gì ạ? Anh ấy từng nói là ở bên anh là chọn con đường khó khăn đấy. Thì lúc đấy tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ thì rõ rồi. Đúng là một chặng đường khó khăn và điên rồ. Đấy. Những cái người mà xung quanh của Elon Musk đều gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì cái tốc độ làm việc và cái khả năng làm việc cực kỳ là điên rồ của Elon Musk khiến cho họ không thể nào mà theo kịp. Đó. Khi một số nhân viên của Tesla than phiền là họ phải làm việc quá nhiều, bởi vì có những người họ phải làm việc là gì ạ? Là 10, 12, 14 tiếng và không có thời gian gặp gia đình.
Thì câu trả lời của Elon Musk nói rằng là các anh sẽ được gặp gia đình rất nhiều khi công ty của chúng ta phá sản. Đó, thì cái cách làm việc của Elon Musk cực kỳ là chăm chỉ và điên cuồng, nó gọi là điên cuồng luôn. Khi được hỏi câu hỏi về tại sao các công ty của ông không có bằng sáng chế nào, đấy, thì Elon Musk thì có rất nhiều những cái sáng tạo nhưng ông không đăng ký bằng sáng chế. Đấy, và ông nói rằng là sao ạ? Về bản chất thì chẳng có bằng sáng chế nào ở SpaceX cả, bởi vì đối thủ cạnh tranh lâu dài của chúng tôi nằm ở Trung Quốc. Và nếu công bố bằng sáng chế thì thật là ngớ ngẩn, bởi vì người Trung Quốc sẽ sử dụng chúng như một cuốn cẩm nang. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ sẽ sao chép rất là nhanh cái gì ạ? Cái ý tưởng của ông ấy. Cho nên ông gì ạ? Ông cứ âm thầm ông làm thôi, và không cần phải bằng sáng chế. Bởi vì những cái người mà đối thủ lớn nhất thì là gì ạ? Họ đâu có mua bằng sáng chế của ông ấy đâu. Cho nên là không cần bằng sáng chế, không cần phải kiếm tiền từ những cái bằng sáng chế đó. Khi được hỏi về những cái ô tô bay thì ông ấy nói rằng là ông ấy nghĩ rất là nhiều về chuyện đó rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể làm xe biết bay, nhưng đấy không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao để tạo ra xe bay mà lại siêu an toàn và không gây ồn ào. Nếu mà nó cứ rầm gầm rú ở Mỹ thì ai mà vui cho được, đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Là ông đã tính những cái phương án, những cái bài toán đi trước thời đại, đi trước thời đại. Và hiện nay thì Elon Musk cũng đã cho ra đời những cái mẫu xe tự lái, tức là không có người lái, và mức độ an toàn là cao hơn so với cả người lái. Xe tự lái nhưng mà khả năng an toàn thì cao hơn so với người lái. Đấy, ví dụ như là khi được hỏi là làm ấm sao hỏa để giúp con người có thể sinh sống ở trên đó, thì Elon Musk nói rất là nhanh gọn, rất là nhanh, đó là gì ạ? Cách nhanh nhất đấy là ném bom nhiệt hạch ở hai cực của nó. Đấy, thì những cái ý tưởng của Elon Musk thì vô cùng điên rồ và không ai có thể gì ạ? Không ai có thể nghĩ ra được. Đó. Và cái người mà làm chung với Musk ở trong startup X.com cũng có nói là chúng tôi đều làm việc 20 giờ một ngày và anh ta thì làm việc tới 23 giờ một ngày. Đấy, điều này thể hiện là gì ạ? Cái sức làm việc kinh khủng của Elon Musk, gần như không ngủ. Đấy, gần như là làm việc một cách kinh khủng, điên khủng luôn. Đấy. Và có 5 bài học lớn nhất khi mà được Elon Musk được hỏi. Khi Elon Musk được hỏi, đó là những cái lời khuyên cho những cái bạn trẻ. Thì ông nói rằng là đừng cố gắng trở thành người giống như tôi, bởi vì các bạn sẽ không thích đâu. Bởi vì nó sẽ rất là đau khổ đấy, nó sẽ rất là mệt mỏi đấy, nó không hề dễ dàng một chút nào. Không phải tự nhiên mà Elon Musk để trở thành cái người giàu nhất thế giới, bởi vì ông phải đi trải qua một cái giai đoạn vô cùng là kinh khủng ở trong cuộc đời, và ông đã phải chấp nhận cái điều đó. Thì ông có nói về, ông có lời khuyên cho các bạn trẻ khi khởi nghiệp, cho những người đang khởi nghiệp. Đó là thứ nhất, đó là phải kiên trì và kiên trì. Sẽ có những cái khó khăn đến cho bạn, sẽ có những cái vấn đề đến với bạn và bạn nghĩ rằng bạn không thể giải quyết được. Bạn có thể không kiếm được tiền trong một khoảng thời gian, bạn có thể gặp khó khăn trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ có kiên trì là con đường duy nhất để đi đến thành công mà thôi. Chứ không phải là bạn cứ bỏ cuộc. Có rất nhiều người dễ dàng bỏ cuộc. Họ nhảy từ công ty này sang công ty khác, họ nhảy từ công việc này sang công việc khác, và cuối cùng họ không đạt được một cái thành tích, không đạt được một thành quả nào ở trong cuộc đời cả. Họ có thể kiếm được tiền nhưng họ sống một cách gọi là gì ạ? Sống một cách gọi là tạm bợ, và họ không có một cái lý tưởng nào rõ ràng. Và mỗi lần như vậy thì họ lại bỏ lại phía sau rất nhiều những cái nuối tiếc. Vì vậy hãy kiên trì đến cùng, và đến khi nào nó thành công thì thôi, đúng không ạ? Thêm một điều nữa ông chia sẻ với mọi người là hãy đi trước thời đại và chấp nhận những rủi ro. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta có cái tầm nhìn xa và đi trước khi mọi người nhìn thấy nó, thì khi đó chúng ta mới có cơ hội để vượt trước so với mọi người. Và khi mà chúng ta đi trước so với mọi người ấy, thì sẽ có những người phản đối và phải chấp nhận những cái rủi ro, chấp nhận những cái khó khăn, chấp nhận những cái khi mà mọi người chưa hiểu. Cái thứ ba nữa là ông ấy chia sẻ, đó là gì ạ? Hãy tìm ra giải pháp tốt nhất, bởi vì ông luôn tin rằng có giải pháp tốt hơn cho bất kể một cái vấn đề nào. Tất cả những cái vấn đề khó khăn như là cái việc mà phóng tàu vũ trụ vào trong vũ trụ xa hơn, đi đến tận sao hỏa, thì
nó có những cái vấn đề mà đôi khi ngồi ở trái đất thì chúng ta không thể hiểu được. Đấy. Ví dụ như là vấn đề không trọng lực. Khi mà ở trong vũ trụ mà không trọng lực ấy, thì làm sao ạ? Thì cơ xương khớp của chúng ta sẽ yếu đi. Và đi từ trái đất lên sao hỏa nó sẽ mất từ 5 đến 7 tháng. Và thời gian này đủ để làm cho cơ thể của con người nó trở nên là yếu hơn. Và điều này đã được chứng minh ở những cái nhà du hành, những cái người mà ở trên trạm vũ trụ. Thì sau một thời gian họ ở trên trạm vũ trụ thì khi mà quay trở lại trái đất ấy, thì ngay cả cái việc bước đi bình thường thôi cũng là gặp khó khăn. Đó. Và ông đang phải tìm ra những cái giải pháp để tạo ra cái trọng lực chủ động cho con người để có thể là sinh sống ở trên vũ trụ. Đó. Rồi, ông nói rằng là liên tục phải tối ưu hóa tất cả những công việc của mình, tất cả những cái giải pháp của mình. Ngày hôm nay nó đang là tốt nhất rồi, nhưng ngày mai nó phải tốt hơn. Ngày hôm nay đang là gì ạ? Chúng ta cố gắng hết sức rồi, nhưng ngày mai chúng ta phải cố gắng hơn. Và liên tục tối ưu hóa từng cái công việc của mình. Không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Không bao giờ hài lòng với những kiến thức mình đang có. Không bao giờ hài lòng với những số tiền mình đang có. Không hài lòng với cái doanh nghiệp mình đang có. Mà phải liên tục tối ưu hóa, liên tục làm cho nó tốt hơn. Đó. Rồi, cái số 5 nữa, đó là hãy mơ lớn và làm việc chăm chỉ. Đó. Đừng chỉ loanh quanh ở những cái giấc mơ nhỏ, bởi vì giấc mơ nhỏ sẽ giết chết bạn. Và hãy làm việc chăm chỉ, bởi vì nếu mà không thì chúng ta sống vì điều gì? Nếu như mà mỗi ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta không biết rằng ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm gì để thay đổi thế giới, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta làm cái điều gì đó để giúp đỡ cho những người xung quanh của mình. Nếu như mỗi ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta không có một mục đích, không có một mục tiêu để mà chúng ta cháy hết mình, để chúng ta làm việc một cách điên cuồng, thì liệu chúng ta sống vì điều gì? Đúng không ạ? Cho nên là Elmut có một cái câu hỏi, đấy là chúng ta sinh ra vì điều gì? Chúng ta sống vì điều gì? Và câu hỏi này ông đã tự hỏi mình từ rất sớm. Từ năm 12, 13 tuổi, ông đã tự hỏi mình câu hỏi như vậy. Và càng trưởng thành, càng lớn hơn, thì câu hỏi của ông càng lớn hơn. Và đấy là lý do, đấy là động lực giúp cho ông gì ạ, cháy hết mình mỗi ngày. Mỗi ngày ông đều gì ạ, làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đấy. Và cuối cùng thì Elmut nói rằng là gì ạ, hãy ám ảnh và học tập mọi thứ cần thiết cho phục vụ cho công việc của bạn. Mọi thứ bạn cần cho công việc của bạn, hãy học hỏi mọi thứ. Và chính vì vậy nó đã biến cho Elmut là trở thành một CEO có khả năng của một kỹ sư hàng đầu trên thế giới. Và là một kỹ sư có khả năng của CEO hàng đầu trên thế giới. Đấy. Khi mà cái giai đoạn của Elon Musk, khi mà công ty SpaceX gặp khó khăn ấy, thì những cái người giỏi thì họ không làm việc với ông ấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất đó là không có tiền, bởi vì khi đó là không có doanh thu. Cái thứ hai nữa là Elon Musk thì là cái người rất là khó chiều, rất là khó làm việc. Làm việc với ông rất là căng thẳng, rất là áp lực. Đấy. Cho nên những người giỏi thì không làm với ông ấy, nhưng mà những người kém thì họ không làm việc. Cho nên ông bắt buộc ông phải trở thành cái người kỹ sư trưởng. Ông vừa là giám đốc, vừa là CEO điều hành, vừa là kỹ sư trưởng của SpaceX. Đó. Ông phải tự học hỏi từ những cái tài liệu của người Nga, của người Trung Quốc, của Mỹ. Ông bất kể những cái người nào mà ông nghe thấy có ai đó giỏi về lĩnh vực đó, thì ngay lập tức là ông bắt máy bay, bắt ô tô đến tận nơi để nói chuyện với họ, để học hỏi từ họ. Ông liên tục nghiên cứu, liên tục học hỏi và ám ảnh về việc học hỏi tất cả mọi thứ. Và khi cũng được hỏi một câu hỏi, đó là dành cho những cái người mà đang băn khoăn không biết nên khởi nghiệp cái gì, không biết đi như nào, thì ông nói rằng hãy bắt đầu từ việc học tập, bắt đầu từ việc đọc sách, bắt đầu từ việc học tập. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta mở rộng được kiến thức của mình, chỉ khi nào chúng ta mở rộng được cái tầm nhìn của mình, thì khi đó chúng ta mới có những cái quyết định đúng đắn mà thôi. Còn nếu không thì chúng ta ra quyết định nào thì nó cũng sai hết. Đấy. Vì vậy là gì ạ? Ông đã đưa ra những cái chia sẻ, những cái tư vấn, những cái lời khuyên cho các bạn trẻ. Và còn rất nhiều điều nữa. Tuy nhiên thì
thời gian thì không cho phép, cho nên là Huy xin phép dừng cái buổi chia sẻ của Huy ở đây ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã lắng nghe, vì là thời gian rất là ngắn nên Huy đi khá là nhanh và cũng không có đủ thời gian để chia sẻ tất cả mọi thứ. Và Huy thì rất thích nghiên cứu về Elon Musk, bởi vì đây là một con người mà phá vỡ rất nhiều những cái quan điểm của mọi người. Ví dụ rất nhiều người thì nói rằng là sẽ phải cân bằng với cuộc sống và công việc, nhưng ông này thì không, ông này tập trung rất nhiều vào công việc. Vợ như ông có đến 7 người con cơ, nhưng không ít đâu, đúng không ạ? Rồi có rất nhiều những cái vị tỷ phú khác họ có những cái cách làm an toàn hơn, nhưng ông này thì luôn luôn làm những cái thứ mà điên khùng mà chấp nhận những cái rủi ro, và ngay cả những cái tỷ phú khác họ cũng không thể tin được, họ không thể hiểu được, vậy mà ông ấy vẫn có thể làm được. Đó, thì đấy chính là người ta nói rằng kẻ điên. Nhưng vấn đề là gì ạ? Điên, nhưng mà ông đã làm cho cả thế giới hiện nay là gì ạ? Điên theo ông luôn. Đó, ngày xưa thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông không làm được và không tin tưởng, nhưng mà đến bây giờ thì làm sao ạ? Cả thế giới điên cùng với ông ấy luôn, và rất nhiều người đã tin tưởng và mua cổ phiếu của Tesla, của SpaceX, của tất cả những công ty nào mà ông ấy tham gia vào. Đó, thì đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời, đúng không anh chị em? Và chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta thực sự mong muốn thành công thì hãy chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro và chiến đấu một cách nhiệt tình, làm việc một cách cực kỳ chăm chỉ và quyết tâm, ok không ạ?